Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh ô tô cũ Mê Linh. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe, đó là mẫu xe phân khúc dòng hatchback, dòng mẫu xe phân khúc khu đô thị, phố nhỏ, ngõ nhỏ các bạn nhé. Đó là con Spark sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ. Con này mình chào bán cho quý vị và các bạn chỉ với giá 98 triệu. Giá bán tại Hà Nội các bạn nhé. Giá trên chưa bao vận chuyển, chưa bao hồ sơ, chưa gì cả các bạn nhé. Bán thẳng ở tại Hà Nội. Còn bạn nào, các bạn ở trong khu vực phía Nam, các bạn có nhu cầu mua con này thì các bạn hãy vui lòng, các bạn cộng thêm tiền vận chuyển và tiền hồ sơ các bạn nhé. Và con này mình chỉ chào bán cho các bạn là 98 triệu thôi. Và con xe này, đó là một mẫu xe gia đình, biển tư nhân chính chủ từ đầu. Và xe được trang bị nước sơn màu trắng và tem thể thao các bạn nhé. Làm cho chiếc xe rất nổi bật và cứng cáp hẳn so với những chiếc xe thông thường các bạn ạ. Và bên mình còn một con Spark đỏ như này, nhưng hiện bây giờ nó đang không có nhà, mình cho người ta mượn đi các bạn nhé. Nếu các bạn mua thì cứ comment, nhắn tin mình trả lời. Và chiếc xe trên thì quý vị quan sát tổng thể nước sơn xi là sạch đẹp, máy gầm chất, máy lổ thị thầm. Cộng với lại xe thì được dán một bộ tem thể thao và được trang bị một bộ lipo theo xe, nhìn rất là đẹp và đẽ. Cực xe thì ăn tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé, máy lổ thị thầm. Đấy, mùa đông là xe lổ là hơi nước ra các bạn nhé. Nó có hơi nước là cho nên rất ăn ít xăng. Xe được trang bị đầu màn cam lùi đầy đủ các bạn này. Đầu màn cam lùi đầy đủ, đời 2010. Con xe này thì cam kết cho quý vị và các bạn là không có lỗi, không tai nạn, không va đâm. Tất cả mọi cái là còn nguyên, còn đẹp. Ba bô lê còn dịt các bạn nhé. Sơn xi sạch đẹp, tem thể thao. Đèn sau để là đèn zin các bạn này. Biểu tượng Spark, biểu tượng Matiz, biểu tượng Chevrolet còn nguyên, tem. Đấy, đèn của nó đèn dấu cộng vẫn còn nguyên các bạn nhé. Mọi cái các bạn quan sát là rất ok. Đấy. Và ba bô lê thì các bạn quan sát ba bô lê bên phụ của xe, nó cứng cáp, cho một chiếc xe là chúng ta đi gia đình rất tuyệt vời. Và qua đây thì kênh ô tô cũ Mê Linh xin cũng giới thiệu cho các bạn luôn, và kênh ô tô cũ Mê Linh luôn ủng hộ và cảm ơn quý khách hàng đã dành những tình cảm tốt đẹp cho chúng tôi và qua đây để đón cái xuân năm 2021, xuân Tân Sửu. Thì kênh ô tô cũ Mê Linh có một tờ thiệp xin chúc mừng và các khách hàng đã ủng hộ cho ô tô cũ Mê Linh. Và kênh ô tô cũ Mê Linh có một phần quà, tuy nó rất là nhỏ nhưng nó thể hiện tấm lòng và tình yêu và đối với quý khách hàng đã ủng hộ và mua xe bên ô tô Mê Linh. Bên mình có một phần quà nhỏ để tặng cho quý khách hàng. Và qua đây, kênh ô tô cũ Mê Linh chúc cho quý vị và các bạn đón một xuân năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho gia đình toàn thể trên khắp tổ quốc Việt Nam luôn có một cái Tết ấm cúng và hạnh phúc, gia đình sum vầy, gia đình sum vầy, hạnh phúc vui vẻ bên nhau các bạn nhé. Đấy. Và chúc cho quý vị các bạn có một sức khỏe dồi dào. Và các bạn không quên like, ủng hộ, chia sẻ, ủng hộ cho kênh ô tô cũ Mê Linh. Và chúng tôi luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho quý vị và các bạn. Và đáp lại cái điều đó thì kênh ô tô cũ Mê Linh luôn làm những gì tốt nhất để mang tới quý khách hàng hài lòng hơn. Và trong thời gian vừa qua, có thể là kênh ô tô cũ Mê Linh có những việc làm hoặc là có những cái điều nó chưa được theo ý muốn để phục vụ quý khách hàng, thì mong quý khách hàng cũng bỏ qua thông cảm. Và qua đây thì cũng xin giới thiệu với các bạn một con Spark như này, để dành một chiếc xe các bạn có nhu cầu đi Tết, phù hợp cho các bạn nào một gia đình nhỏ và các bạn mới lái, tập lái, hoặc là kinh tế các bạn có từ 100 triệu đổ xuống, thì các bạn sở hữu ngay một con Spark sản xuất năm 2010 này là hợp lý và vừa phải các bạn nhé. Các bạn quan sát một chiếc xe như thế này, ốp la răng của xe là ốp còn zin, tất cả ốp zin. Và đăng kiểm con này thì nó chỉ đến hết tháng 1 này là hết đăng kiểm các bạn nhé. Hết tháng 1 hết đăng kiểm, chúng ta mua về thì sẵn đăng kiểm và đăng kiểm là đi, ok. Và các bạn trong khu vực phía Nam, nếu các bạn mua những chiếc xe như này thì các bạn nhanh tay. Bởi tại sao? Bởi vì nếu các bạn mua chiếc xe này còn rút hồ sơ, còn vận chuyển và các bạn còn mang về để các bạn ra tên. Nếu các bạn không nhanh, chỉ từ giờ đến 15 tháng 12 là các bạn không thể mua xe được nữa.
bởi vì các bạn mua về thì không thể đi đăng ký ngay được. Đấy là mình lưu ý các bạn, nếu có nhu cầu mua xe thì các bạn hãy sắm xe nhanh để cho chúng ta vận chuyển nó thuận lợi, chúng ta vào ra tên cho nó nhanh các bạn nhé. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến keo chỉ keo cột của xe, một chiếc xe rất là cứng cáp, để cho quý vị và các bạn quan sát. Đây, các bạn quan sát tất cả mọi cái nó còn nguyên. Keo chỉ của xe thì nó là keo chỉ còn nguyên các bạn nhé. Xe rất là cứng. Con này là xe tư. Đời 2010 các bạn nhé. Toàn bộ ghế này là trong này ghế lỷ zin các bạn nhé. Các bạn ghế lỷ zin. Bạn nào đây, bạn này. Bạn nào thích lỷ zin các bạn về dỡ ra. Lỷ nó trông đẹp lắm các bạn này. Lỷ zin. Trần trần theo xe các bạn ạ. Đây, xin mời các bạn chúng ta quan sát bên phụ của xe. Chỉ con này thì chỉ zin các bạn nhé. Đấy, nó chỉ đó là cũ theo thời gian thôi, nhưng nó chỉ zin. Keo cột thì các bạn quan sát này. Keo cột zin. Đây, các bạn quan sát keo cột nó này. Con này bán 98 triệu cho các bạn này. Đây, phần tắp ly tắp lô thì các bạn quan sát nó đẹp này. Xe được trang bị đầu màn cam lùi các bạn nhé. Trần thì các bạn quan sát này. Cửa đàng rất là ok các bạn nhé. Đóng rất phẩm phẩm luôn. Cửa đàng chuẩn luôn. Phẩm phẩm luôn các bạn. Đấy. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát này. À, xin mời các bạn quan sát phần nội thất của xe. Mình nhỏ ra đi các bạn. Các bạn quan sát này. Đây là xe được trang bị đầu màn cam lùi các bạn nhé. Có cam lùi này. Và con này chạy 12 vạn km các bạn này. Và con này chủ thì trang bị hai đôi loa tép các bạn nhé. Con này ghế của nó, ghế rất là đẹp. Các bạn muốn ghế đẹp thì tháo ra, trong này một ghế, cả bộ ghế zin của nó. Và đây kính điện của nó các bạn này. Đấy. Kính rất ok, mọi cái lên xuống rất tốt các bạn nhé. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát phần máy này, máy của xe. Keo cột con này ngon, zin, keo chỉ zin các bạn nhé. Với một chiếc xe như này thì nó rất là cứng cáp và đẹp đẽ. Bởi tầm tiền nó phù hợp cho tất cả các khách hàng có từ 100 triệu trở xuống, đáp ứng để chúng ta mua xe. Và nếu mà để xe các phân khúc nhiều tiền hay ít tiền bên mình đều có các bạn nhé. Như i10 đây, i10 đời 2014 bản đủ không taxi mình có này. Đấy, số tự động các bạn nhé, đều có này. Và Corolla Atis nhập Nhật mình có này. Và Kia Rio mình có này các bạn nhé. Và trong kia mình có Camry này, và Vios này,
và Ford này mình đều có các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ gọi cho mình ngay để sở hữu những chiếc xe tốt nhất và đẹp nhất cho quý vị và các bạn. Đây, xin mời các bạn chúng ta quan sát. Xin mời các bạn cho quan sát phần máy này. À, phần máy thì các bạn quan sát này. À, xin mời các bạn. Máy rất ngon các bạn nhé. Máy lổ thì thầm. Máy lổ thì thầm luôn. Máy còn này các bạn này. Không có hơi thừa các bạn nhé. Không lổ hơi thừa một chút nào cả. Đấy, máy rất khỏe. Các bạn mua con này về sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì cả. Máy là một cái xe là chất luôn. Chúng ta mua về chỉ sẵn sử dụng. Bạn nào thích ra tên sang tên thì sang tên chính chủ được các bạn nhé. Sang tên thoải mái luôn. Đấy, mọi cái là nó cũ theo thời gian thôi, nhưng nó tất cả vẫn còn rất là ok. Thì dòng Sở Bắc này là nó máy một riêng dòng này nó máy 0.8 các bạn nhé. Máy 0.8 cho nên là nó cũng không được khỏe như là cái dòng máy 1 chấm hay là máy 2 chấm. Đấy, cho nên chúng ta mua con này chúng ta đi gia đình thì nó được cái tiết kiệm. Nó tiết kiệm các bạn nhé. Nó rất tiết kiệm luôn. À, mình bật điều hòa này. Mình bật điều hòa thử cho các bạn. Đó. Gió thổi rất khỏe. Máy ngon các bạn nhé. Máy rất ngon. Đèn đóm đầy đủ, không thiếu thứ gì cả. Đấy, các bạn quan sát này. Những chiếc xe như này, nó là một mẫu xe gia đình, đầy đủ những tiện ích. Đây, xe lổ thì các bạn có hơi nước. Dòng này riêng mùa đông những xe mà lổ ra hơi nước này là rất tiết kiệm xăng các bạn này. Đấy. Nhỏ nước này. Xe được độ lipo, nhìn rất là đẹp, khỏe khoắn và bắt mắt. Biển là 30X là đúng biển đời 2010 các bạn nhé. Đúng đời đúng biển đấy. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như trên mình đã làm video cụ thể chi tiết về con Sở Bắc sản xuất năm 2010 cho quý vị và các bạn thưởng ngoạn. Và các bạn có nhu cầu mua con xe này thì các bạn hãy liên hệ bên mình qua số hotline 0985723326 để được biết chi tiết về chiếc xe. Và một lần nữa, kênh ô tô Cũ Minh Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.